Lan Phương, người đẹp mê trai Tây và hạnh phúc viên mãn bên chồng ngoại quốc ở tuổi 39. Thời điểm hiện tại, nữ chính Thương Ngày Nắng Về 2 đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn cả về công việc lẫn gia đình. Sau khi phần 2 Thương Ngày Nắng Về lên sóng, khán giả tiếp tục bị cuốn vào câu chuyện của gia đình bà Nga với ba người con gái. Trong những tập đầu tiên, mối quan hệ của Đức, Khánh, Hồng Đăng và Lan Phương liên tục xảy ra căng thẳng do những cãi vã bất đồng quan điểm ở cuộc sống hàng ngày. Lan Phương quê gốc Thanh Trì, sinh ra tại Hà Nội. Lớp 1, cô học ở trường Phổ thông Quỳnh Mai, Hà Nội. Bố Lan Phương dành hơn 10 năm học tập và làm việc tại Liên Xô cũ. Năm 90, Lan Phương và mẹ sang Liên Xô sống cùng với bố trong một năm. Lan Phương có thể đọc và nói một chút tiếng Nga. Trong game show Gương Mặt Thân Quen Nhí, Lan Phương đã hát bài Kechusa bằng tiếng Nga. Mẹ Lan Phương có thai em trai của cô bên Nga. Về lại Việt Nam, năm 91, Lan Phương tiếp tục việc học lớp 2, lớp 3 ở trường phổ thông Thanh Trì. Em trai cô ra đời vào ngày 4 tháng 3 cùng năm. Năm lớp 4, gia đình cô chuyển nhà và cô học lớp 4 tại trường phổ thông cơ sở Vĩnh Tuy, Hà Nội. Lan Phương cùng mẹ thi mẹ duyên dáng con khỏe ngoan của thành phố Hà Nội và đạt giải nhì. Riêng Lan Phương đoạt giải tài năng. Lúc 10 tuổi, cô theo gia đình vào Vũng Tàu. Cô học lớp 5 tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Thái Học, thành phố Vũng Tàu. Cấp 2, cô học tại trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh và rất nổi tiếng tại trường vì múa đẹp. Cấp 3, cô học chuyên Anh tại trường chuyên Lê Quý Đôn. Cô là học sinh giỏi suốt 12 năm liền và luôn là học sinh tài năng với khả năng diễn kịch và múa trong các hội diễn của trường. Lan Phương tự thành lập nhóm từ thiện Bồ Câu Xanh suốt những năm phổ thông, nhóm quyên góp sách báo cũ cho các em học sinh nghèo, mở lớp học tình thương, thăm hỏi gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức trung thu năm mới cho các em nhỏ bán chạo ở biển Vũng Tàu. Từ năm 11 đến 17 tuổi, Lan Phương là diễn viên múa chính của nhà thiếu nhi Vũng Tàu. Năm 98, cô được nhà thiếu nhi Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu chọn làm sứ giả thiếu nhi để tham dự Hội nghị Trẻ em Châu Á Thái Bình Dương Asian Pacific Children's Convention tại Fukuoka, Nhật Bản. Chuyến đi này khởi đầu cho các mối duyên của cô với nước Nhật. Đến năm 18 tuổi, Lan Phương lên thành phố Hồ Chí Minh để đi học. Cô cùng lúc học và tốt nghiệp khoa Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương và khoa diễn viên của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Lan Phương hoạt động nghệ thuật trong khá nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam và nước ngoài. Các năm đại học, Lan Phương gắn liền với các mái ấm tình thương, các lớp học tình thương như Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Mồ côi và Tàn tật Christina Noble, mái ấm Khiếm thị Nhật Hồng, lớp tình thương phường 9 quận Phú Nhuận. Từ năm 2015 đến nay, Lan Phương trở thành sứ giả thiện chí của Chica Việt Nam. Cô cùng Chica thực hiện 3 video nâng cao nhận thức của người dân về nạn buôn bán người. Cô có nhiều chuyến công tác cùng Chica Việt Nam đến thăm các nạn nhân buôn bán người ở An Giang, thăm trung tâm sản xuất vaccine Bolivac đầu tiên của Việt Nam, thăm metro tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức cuộc thi vẽ tranh cho các em thiếu nhi dân tộc miền núi ở Xín Mần, Hà Giang. Từ năm 2016 đến nay, Lan Phương làm đại sứ du lịch danh dự của thành phố Minakata, Nhật Bản. Minakata có nhiều địa danh được công nhận là di sản thế giới vào năm 2017. Đến nay, cô đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Hiện cô đang tiếp tục tham gia đóng vai trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Việt Nam và đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Chuyện tình lẫn đẫn với 4 chàng trai Tây. Từng bước qua nhiều cuộc tình, nhưng bóng hình để lại nhiều dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng Lan Phương có lẽ là người bạn trai quốc tịch Đức. Đây là anh chàng sau khi chia tay đã khiến cô nhiều đêm mất ngủ, đã làm cô cắt phăng mái tóc dài quen thuộc và đã thay đổi cô từ phong cách thanh lịch nhẹ nhàng trở nên cá tính mạnh mẽ. Thậm chí, một thời gian dài sau đó khi nhắc về người này, Lan Phương từng có lần khóc ngon lành trên truyền hình. Nhắc đến người đàn ông tâm đầu ý hợp này, cô thổn thức. Tôi vẫn nhớ đến anh ấy hàng đêm khi diễn trên sàn tập và lúc tôi diễn. Được biết, người bạn trai này tên là Stephen Finstad. Cả hai quen nhau khi cùng tham dự một buổi tiệc và hẹn hò lần đầu sau khi chàng ngỏ lời mời nàng qua Facebook. Trong thời gian mặn nồng, Lan Phương không ít lần giới thiệu người yêu với công chúng. Chia sẻ trên báo, nàng Mai Lan của cô gái xấu xí từng tiết lộ rằng Stephen Finstad là người làm kinh tế hiểu biết sâu sắc nhưng rất hóm hỉnh. Cô bị ấn tượng với anh ngay từ lần đầu nói chuyện. Mặc dù vậy, vì những mâu thuẫn về quan điểm và suy nghĩ mà cả hai chẳng thể đi cùng nhau đến hết con đường. Việc chàng phải đi làm việc xa càng khiến cho mối quan hệ giữa họ thêm phần rạn nứt. Và chia tay là điều chẳng thể tránh khỏi. Nhưng trong lòng của Lan Phương thì không khỏi tổn thương quay quắt.
Trước đó, Lan Phương thừa nhận đã trải qua rất nhiều mối tình, đa số người yêu của cô là người ngoại quốc, nhưng cũng có vài mối tình với bạn trai là người Việt Nam. Tôi cũng nhiều lần đau khổ trong chuyện tình cảm lắm, nhưng ngoài gia đình ra thì ít ai biết vì tôi không chia sẻ điều này. Tình yêu chân thành nào khi không thành cũng để lại nỗi buồn và những dư âm khó mà chống tàn được. Nhưng bản thân tôi luôn là người sống lạc quan, cô tâm sự. Trước đó, Lan Phương khiến báo chí tốn không ít giấy mực khi công khai hẹn hò với bạn trai Kevin Lu Jinsong, một luật sư người Brunei. Nhưng sau đó, không lâu, cô chia sẻ đã chia tay bạn trai vì khoảng cách địa lý, thiếu thời gian chăm sóc cho nhau và do đặc thù công việc của Lan Phương. Nếu đó là tình yêu đẹp thì sao phải chối từ? Tôi có thể nói tình yêu với Kevin là tình yêu như thế. Gặp Kevin, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Đó là người bạn trai rất tốt, nhưng chúng tôi không đến được với nhau, Lan Phương nói thêm. Cách đó không lâu, khoảng đầu năm 2011, Lan Phương xuất hiện bên Philip, một chàng trai ngoại quốc người Mỹ. Nhưng mới đây cô vừa chia tay anh chàng này. Sau những đổ vỡ, Lan Phương quyết định giữ kín chuyện tình cảm của mình trước công chúng. Trước đây tôi thường chia sẻ niềm vui ấy với khán giả, bạn bè như cách để mọi người cùng hiểu thêm về cuộc sống của mình, một người của công chúng. Tuy vậy, sau vài lần tình cảm không thành, tôi tự nhủ không nên làm phiền công chúng bằng những câu chuyện riêng tư của mình thêm nữa. Hiện tại tôi muốn tập trung cho công việc và nỗ lực mang đến khán giả những trau dồi cố gắng mới trong chuyên môn hơn. Nói là thế, nhưng có lẽ khán giả hâm mộ hiểu rằng cô như một chú chim sau nhiều lần bị gió mưa vùi dập thì thu mình lại trong chiếc tổ an toàn của mình. Vì sợ yêu thêm lại thất bại hay để chờ đợi chàng trai của đời mình xuất hiện thì không ai biết. Nữ diễn viên Lan Phương mới đây đã xuất hiện tại một sự kiện. Cô gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy hoa vô cùng xinh đẹp, thân thái thì rạng rỡ, đi bên cạnh bạn trai cao đến 2m nhưng không chụp ảnh cùng anh. Được biết, Lan Phương mới quen người bạn trai Tây này được 6 tháng và mới đính hôn với anh vào tháng 12 năm 2017 vừa qua. Theo cô chia sẻ, Lan Phương và bạn trai ngoại quốc gặp nhau tại một nhà hàng Ý và ngay lập tức như trúng tiếng sét ái tình mà yêu nhau. Điều đặc biệt hơn nữa, hình ảnh mặc váy và vùng bụng nhô lên trong sự kiện gần đây đã khiến cho nhiều người nghi vấn cô đang mang bầu. Và quả nhiên, Lan Phương đã xác nhận mình sắp làm mẹ. Đến nay, cô đã mang thai được 5 tháng. Trên Facebook cá nhân, nữ diễn viên Tháng Năm Rực Rỡ cho biết, chưa bao giờ mình tin vào chữ duyên đến thế, vô tình gặp và yêu nhau, rồi chẳng dự tính gì mà thật không ngờ sau 2 tháng tại nước Nhật mà mình yêu quý, một hạt giống đã được nảy mầm. 2 tuần sau, vào sinh nhật của anh, mình thông báo tin cho anh biết thay món quà sinh nhật. Mình vẫn còn nhớ anh xúc động và hạnh phúc như thế nào. Những cảm xúc và khoảnh khắc như vậy thực sự là quý giá trong cuộc đời. Rồi anh cầu hôn mình, từ lúc mang thai, mỗi ngày trôi qua bọn mình đều lạ lẫm và háo hức với cảm giác chờ mong em bé đầu lòng. Mỗi trải nghiệm qua từng ngày càng khiến cho tình yêu mạnh mẽ hơn. Và rồi cách đây mấy ngày em bé bắt đầu có những cú đạp nhẹ trong bụng mình. Nghe mình thông báo em bé đã bắt đầu đạp, anh vội vàng bay vào hôm qua, chỉ để mong may mắn sờ được những cú đạp khe khẽ của con. Dù chưa may mắn lắm nhưng lần sau anh vào chắc em bé đã lớn hơn và sẽ đạp mạnh hơn. Để đi cao lớn như vậy chắc em bé cũng lớn nhanh lắm. Cả nhà yêu quý, Phương rất muốn thông báo tin vui này với cả nhà từ lâu. Nhưng có lẽ vì mọi thứ quá mới mẻ và nhanh chóng như một định mệnh nên Phương vẫn bối rối không biết phải chia sẻ như thế nào với mọi người, nhất là với truyền thông. Phương xin lỗi các anh chị báo chí đã rất quan tâm nhưng không được Phương chia sẻ cho đến lá thư chính thức này. Và Phương mong cả nhà, những người yêu quý và theo dõi Phương sẽ cùng chia sẻ niềm vui này với Phương và vẫn sẽ yêu mến Phương như trước. Chờ đón em bé đầu lòng, trải qua tất cả những cơn ốm nghén mệt mỏi, cực nhọc trong 3 tháng rưỡi đầu, cho đến việc cảm nhận trái tim mình cũng trở nên sâu sắc, tình cảm hơn với tất cả mọi người xung quanh, khiến cho việc mang thai trở thành một điều lạ lùng và kỳ diệu. Mình đang tạo ra một mầm sống, một con người. Chia sẻ về đời tư của Lan Phương đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Bên cạnh những lời chúc mừng, nữ diễn viên cũng vấp phải ý kiến trái chiều. Gửi lời cảm ơn tới những người yêu mến, ngôi sao điện ảnh cũng đanh thép đáp lại những chỉ trích không hay hướng về mình. Theo đó, khi bị một số anti-fan mỉa mai, chưa cưới mà đã có bầu rồi, Lan Phương đáp trả. Mình không thấy có vấn đề gì ở đây cả. Đám cưới hoàn toàn chỉ là một thủ tục hình thức thôi. Quan trọng là có yêu nhau nhiều và muốn gắn kết thực sự với nhau hay không mà thôi. Nhắc đến người yêu cao lớn của mình, nữ diễn viên luôn thấy được che chở và yêu thương khi ở bên cạnh chàng trai anh cao 2m. Lúc đó chúng tôi đang lái xe từ vùng quê xứ Wales về lại nhà anh ấy ở thành phố Sheffield ở Anh. Đường cao tốc vào ban đêm chỉ có ánh đèn xe phía trước và sau. Đột nhiên anh nói có một chuyện anh cân nhắc.
cách mở lời từ một tháng trước và bây giờ là lúc thích hợp nhất khi xung quanh không còn ai. Rồi anh nói dù thời gian chúng tôi hẹn hò chưa lâu, những khó khăn cả hai đã trải qua đủ khiến anh tin vào một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Sau cuộc nói chuyện đầy cảm xúc và lãng mạn đó, anh cầu hôn, dù biết trong đầu tôi có thể còn phân vân. Cảm động rơi nước mắt, mãi một lúc sau tôi mới thốt lên câu đồng ý. Chàng trai của cô là người rất hiền lành và thích cô ngay từ lúc nói chuyện. Theo thời gian, cô càng nhận ra những đức tính đáng quý ở anh. Anh chăm sóc cô tận tình, nấu ăn cho cô hàng ngày, mỗi lúc ốm đau. Ngoài ra, chiều cao 2m của anh gây ấn tượng mạnh với Lan Phương từ lúc đầu. Ngay lúc mới gặp nhau, cô đã choáng ngợp, thấy mình như nắm lùn bên cạnh người khổng lồ. Thời gian đầu, mỗi lần ra đường, Lan Phương không muốn nhìn vào gương hay là cửa kính vì chưa quen chuyện cả hai chênh lệch về vóc dáng đến như vậy. Khi cả hai đi ngoài đường, mọi người thường tò mò nhìn theo, một phần vì ngỡ ngàng trước chiều cao của anh, phần là do nhận ra Lan Phương. Dần dần, cô yêu luôn ngoại hình của anh. Chúng tôi có nụ hôn đầu tiên khi anh bế tôi trên tay để tôi nhìn vào bên trong đình làng. Người ta thường bảo phụ nữ có thể nhận ra ai là người đàn ông của mình qua nụ hôn đầu và tôi đã cảm nhận được điều đó. Dần dần chúng tôi trò chuyện chân thành hơn. Bên anh tôi sẵn sàng kể về những điều mất mát hay những mong ước trong cuộc sống. Anh luôn lắng nghe tôi một cách trân trọng, kể cả những điều tôi chia sẻ rất thẳng thắn dù cả hai mới hẹn hò. Với Lan Phương, ở thời điểm hiện tại kết hôn là chuyện lớn, nhưng cô không còn mặn mà với một đám cưới đông người, phải chuẩn bị đủ thứ theo kiểu truyền thống. Cô chỉ mong ước một đám cưới nhỏ xinh, không cần phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ có những người yêu thương nhất góp mặt. Có lẽ khi người phụ nữ trải qua nhiều vấp ngã trong chuyện tình cảm, tìm được người đàn ông đúng đắn của đời mình, họ sẽ chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa, chỉ cần một bờ vai bình yên mà thôi.